Huyện Hiệp Hòa có một vị trí thuận lợi, phía Tây Bắc và phía Bắc giáp huyện Phổ Yên và Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, phía Tây Nam giáp với huyện Sóc Sơn của Hà Nội, phía Nam giáp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Từ đây, lực lượng cách mạng của ta có thể tỏa đi nhiều địa bàn, vừa thuận lợi để mở rộng phong trào, vừa dễ dàng rút lui trong trường hợp bị địch truy bắt. Kể từ khi đồng chí Hoàng Quốc Việt về gây dựng cơ sở cách mạng tại Hoàng Vân, phong trào ở đây phát triển không ngừng. Ngày 16 tháng 2 năm 1940, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Hoàng Vân được thành lập do đồng chí Lê Hoàng, xứ ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ làm bí thư. Những năm sau, sự kiện chi bộ Đảng được thành lập ở Hoàng Vân, nhiều lớp đào tạo chính trị được mở tại đây, đặc biệt là lớp chính trị do đồng chí Trường Chinh trực tiếp giảng bài tại làng Vân Xuyên vào cuối năm 1942, hay các lớp đào tạo quân sự với mục đích thành lập nên các đội tự vệ tại các làng, xã trên toàn huyện Hiệp Hòa vào đầu năm 1943. Các đội tự vệ đã góp phần bảo vệ cán bộ của Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ về hoạt động. Các em vừa xem xong một đoạn khi ngắm giới thiệu về Hòa quê mình. Nào, các em hãy cùng chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem phim ngắn. Cô mời hôm nay. Em và cô sau khi xem đoạn phim ngắn thì em thấy rất tự hào về quê hương Hiệp Hòa mình. Bởi nơi đây không chỉ có phong cảnh hữu tình mà còn có bề dày lịch sử, dấu chân của cách mạng. Đặc biệt em rất bất ngờ khi biết Hiệp Hòa còn là ăn vật quân hai trong cuộc kháng chiến. Điều đó cho thấy Hiệp Hòa của mình còn là nơi vùng đất đắc địa mà con người nơi đây còn có tình yêu nồng nàn với đất nước, và em cảm thấy rất tự hào. Những cảm xúc vừa rồi của bạn Phương Anh, cô tin chắc rằng cũng sẽ là những cảm xúc của tất cả những người dân Hiệp Hòa quê ta. Thưa cô, cô mời Phương Chi. Thưa cô và các bạn, khu di tích lịch sử An Hòa Trung Hai, Hiệp Hòa mà cô vừa giới thiệu với các bạn chính là quê hương của con, và con rất mong mình sẽ được mời thầy cô và các bạn cùng về thăm vùng đất lịch sử này. Liệu cô và các bạn có đồng ý không ạ? Cô và các bạn sẽ cùng theo chân bạn Phương Chi để chúng ta sẽ cùng về thăm vùng quê có cái bản của chúng ta được không ạ? Hòa có 8 điểm di tích là nhà cụ Ngô Văn Thấu, nhà cụ Nguyễn Văn Chế, nhà cụ Ngô Văn Đông, Đèn Soi, Đình Vân Xuyên, Chợ Vân, Đình Xuân Điều và Chùa Y Sơn. Ngày hôm nay, mình muốn mời cô và tất cả các bạn đến thăm 4 điểm di tích nổi bật nhất là nhà cụ Ngô Văn Thấu, Đình Vân Xuyên, Đình Chợ Vân và Đèn Soi. Nơi đầu tiên chúng ta đến là nhà cụ Ngô Văn Thấu, tức cụ Đồ Ba. Đây là cơ sở cách mạng đầu tiên của An Toàn Khu 2 Hiệp Hòa. Cụ Đồ Ba Ngô Văn Thấu sinh năm 1883, mất năm 1959 tại Vân Xuyên, Hiệp Hòa, Bắc Giang, là hậu duệ đời thứ 9 họ Ngô Văn Xuyên. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Yên Thế, gia đình cụ là nơi hội tụ của trai tráng trong vùng, đầu quân ứng nghĩa trước khi lên căn cứ Phùng Xương. Trong cuộc chuẩn bị cho khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930, nhà cụ đã được Nguyễn Thái Học chọn làm nơi diễn ra cuộc họp. Gia đình cụ là cơ sở đầu tiên của khu căn cứ địa Hoàng Vân, ATK-2 của Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ. Ngôi nhà cụ Đồ Ba cũng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa ATK-2 Hiệp Hòa, và gia đình cụ đã được nhà nước tặng bằng gia đình có công với nước. Thưa cô và các bạn, địa điểm cô và các bạn đang đứng là đỉnh Vân Xuyên ở xã Hoàng Vân. Đây là nơi biết tinh tập trung đầy đủ quần chúng nhân dân đi khỏi nghĩa giành chính quyền ở Hiệp Hòa. Xin mời cô và các bạn vào thăm. Đình làng Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang là một quần thể văn hóa kiến trúc thời Lê vào năm 42 Lê Cảnh Hưng. Trong tổng Hoàng Vân thì làng Vân Xuyên là chiếc ngôi của cách mạng An Toàn Khu, nên đình làng đã trở thành điểm xuất phát của tự vệ của phong trào cách mạng. Đây chính là nơi huyết tinh tập trung lực lượng quần chúng nhân dân đi khởi nghĩa giành chính quyền ở Hiệp Hòa. Đình làng Vân Xuyên đã được vinh danh là di tích lịch sử ATK-2 thời kỳ tiền khởi nghĩa. Thấy là Đèn Soi, nơi trung ương đảng và nhiều lớp huấn luyện quân sự cho cán bộ các tỉnh về phương pháp khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng 8 năm 1945. Nơi cuối cùng trong hành trình về thăm khu căn cứ ATK-2 của vua Trọng Minh là đình Chợ Vân, Hoàng An, nơi diễn ra các cuộc meeting lớn dưới thời kỳ tiền khởi nghĩa. Đình Chợ Vân được khởi dựng từ thời Lê và đã qua nhiều lần tu sửa vào thời Nguyễn. Trong những năm 1944-1945, đình Chợ Vân là địa điểm quan trọng của ATK-2. Tại đây, đồng chí bí thư ban cán sự đảng bộ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Trọng Tỉnh
đã mở hội tuyên truyền xung phong vào ngày 15 tháng 3 năm 1945, phát động phong trào chống Nhật cứu nước ngày 16 tháng 3 năm 1945. Cũng tại ngôi đình này, một cuộc meeting lớn đã được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn tự vệ và quần chúng. Sau cuộc meeting, đoàn người kéo đi phá kho thóc của đồn Đền Cọ. Khu chợ Vân nay đã trở thành di tích lịch sử cách mạng. Năm 1985, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã cho xây dựng nhà lưu niệm cách mạng ATK 2 Hiệp Hòa để lưu giữ những kỷ vật, kỷ niệm một thời hoạt động cách mạng của các vị tiền bối trước khi giành chính quyền từ tay thực dân Pháp. Thật tự hào về quê hương Hiệp Hòa của chúng ta, từng địa danh đều gắn liền với dấu tích của một thời cách mạng vẻ vang. Nếu một lần được hát vang quốc ca ở đây thì thật là tuyệt vời, phải không các bạn? Thị trấn Thắng quyết tâm rèn luyện, học tập, tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương Hiệp Hòa.